Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft đại dịch nấm ký sinh. Tình hình là căn cứ của mình bây giờ, các bạn cũng thấy rồi đó. Mình đã xây cho nó cao lên bằng những cái hàng rào sắt các bạn. Hy vọng là nó có thể chống được một vài cái con mà nó nguy hiểm áp sát rồi nó bắn tùm lum vô đây ha. Nhưng mà hiện tại ở phía trên mình đang phân vân là không biết mình sẽ nên ốp kính hay là ốp lá các bạn. Tại mình thấy hai cái vật liệu đó nó đều rất là dễ bị phá hủy á. Hay là ốp luôn hắc diệm thạch trời. Vậy chắc tôi thui à. Ừ. Đó đó các bạn thấy gì không? Có một vài con quái vật nhiễm nấm ký sinh nó đã lặn mò ra đây rồi các bạn ơi. Không hay một chút xíu nào luôn á. Ở trong đất liền rộng vậy không ở đi ra ngoài này với tôi làm gì? Ủa ghiền hơi tôi dữ lắm hay sao á. Bắn nó. Cái con kia. Ôi trời, nó bơi nhanh quá các bạn ơi. Mình đi đâu? Ừ khử liền. Kéo nó lại lại gần rồi nó lây ha. Cái đại dịch đó cho khu vực của mình đó. Rồi, và kế hoạch của mình trong ngày hôm nay chắc có lẽ đó chính là mình sẽ đi tìm cái nguyên liệu cuối cùng và giúp mình chế tạo ra cái cây saber cực xịn. À, hiện tại mình còn thiếu một thứ. Đó chính là cái... để coi coi... Đây, cái cục này nè các bạn. Fungal Cell. Cục này thì hình như là những cái ổ dịch bự nó mới có các bạn ơi. Từ những cái cây... cây nấm khổng lồ á. Ừ. Hay chắc là mình phải trở lại cái... trung tâm ổ dịch thêm một lần nữa rồi. Ủa, ủa chỗ này bị... bị thiếu ta. Để mình lấy một cái metal fence ra cái mình gắn vô ha. Hả, ít ra phải vậy. Rồi, lên xuồng rồi chúng ta vô trong đất liền. Tiến thẳng lại trung tâm ổ dịch thêm một lần nữa các bạn ơi. Ngày mới mà đã phải hơi căng thẳng rồi. À mà khoan, từ từ. Quên hoài ta. Mình enchant cái ổng cái đã. Tại vì trong thời gian giữa hai tập mình cũng có đi cày thêm một ít kinh nghiệm á. Và nó đủ để mình có thể enchant một cái ổng thật là xịn cho tương đồng cái set giáp của mình nè. Đó, hết luôn. Khỏi đà luôn ha. Rồi, xong pin. Đeo vô thử coi. Bây giờ thì có vẻ là cái khả năng nhào lộn của mình á nó xa hơn các bạn ơi, và đồng thời thời gian hồi á nó cũng được rút ngắn được một xíu nè. Ngon luôn, tăng cái khả năng chạy trốn của mình trong những pha nguy cấp á. Rồi giờ thì giống như hồi nãy mình đã nói, tiến thẳng vô đất liền thôi các bạn. Nhưng mà đồng thời mình cũng phải tiêu diệt bớt quái vật nhiễm nấm ký sinh xung quanh nha. Hình như bọn chúng đã biết căn cứ mình ở đâu và bắt đầu truy vết dấu vết của mình rồi. Ôi kìa, bọn chúng tiến thẳng lại căn cứ mình luôn mà. Ấy, cái bọn này liều thiệt. Ta sẽ không cho các ngươi làm điều đó đâu. Bọn khốn kiếp. Ê, cái con bắn. Ê, con này bắn. Này thì bắn hả? Bị mình bắn lại ha, knock out liền. Đau tuyệt. Nguy hiểm ghê rợn luôn á. Trời đất ơi. Thôi. Không nên ở đây quá lâu các bạn. Càng nghe thu hút sự chú ý của bọn chúng thôi. Ở cái tòa tháp đó mình khám phá chưa ta? Sao mình thấy nó còn ngọc lục bảo cơ? Ây dô. Chẳng lẽ sáng sớm qua bển mình xin ít ngọc lục bảo làm vốn chứ? Có lý nha. Hướng này hình như mình chưa khám phá các bạn ơi. Bình thường mình đi hướng bên kia ít khi đi hướng này lắm. Ui à. Ê. Trời. Có con bây giờ nó tiến hóa khả năng đánh xong là mình bị đóng băng kìa các bạn. Bọn này ngày càng có những cái tiến hóa khó chịu các bạn ơi. Căng cho mình rồi. Gặm bánh mì vô mới được. Bắt buộc rồi đó các bạn. Mỗi ổ bánh mì mình sẽ gặm một cái. Bánh mì hồi phục nữa nè. Rồi thích thì báo vô đây mà nút. Một mình ta chấm hết. Cày kinh nghiệm. Ôi đó. À lại đánh và gây đóng băng. Khó chịu thật. Cái bọn khốn kiếp này cay thế nhờ. Rồi và coi coi. Ủa, hình như đây vẫn là chỗ của bọn cướp dân làng các bạn ơi. Cái chỗ mà lần trước mình loot được cả đống ngọc lục bảo á là nó nè chứ đâu nữa. Ui lần này vẫn vậy nha, vẫn có ngọc lục bảo các thứ và ui sách sửa chữa luôn kìa. What the hell, ngon lành luôn, trúng hánh rồi các bạn ơi. Vậy là sắp tới chúng ta đã có quyển sách sửa chữa và ép vô một món đồ cực VIP nào đó rồi. Hy vọng là kiếm thêm vài quyển nữa ha. Ủa? Hình như chỗ này bọn chúng không có bắt nhốt được dân làng hay là alay gì đó các bạn ạ. Cũng đỡ ha. Rồi,
Còn phía bên trong thì sao? Kim cương các thứ đồ ha. Tầng 2 thì có vẻ là không có đồ nè. Nhưng mà tầng 3 chắc chắn là có nhen. Nói chung thì khởi đầu ngày mới như vậy cũng khá ổn các bạn. Và mình nghĩ chắc chỗ này chỉ có đúng một quyển sửa chữa thôi. Thiệt luôn á. Chứ làm gì có quyển thứ hai. Sách thiếm mà. Ôi trời. Ây da, ây da. Ây da. Trời, bị đóng băng nữa. Ôi. Cái tên này. Trời, hắn bị nhiễm nấm ký sinh rồi các bạn. Hèn gì. Trời đất ơi. Ủa, tính ra hắn mới xuất hiện mà hắn bị nhiễm hồi nào ta. Ảo thật đấy. Đập luôn cái spawner đi. Rồi. Kiểm tra nốt mấy cái rương trên này. Sau đó thì dọt thôi các bạn ơi. Chỗ này mình ở cũng quá lâu rồi. Bọn chúng ở dưới quá chừng luôn rồi kìa. Oh my gosh. Và hình như đây lại là một cái khu vực bị đại dịch và sau đó tan hoang rồi các bạn ạ. Nhìn chỗ này hoang sơ thiệt sự luôn á. Eo ơi. À mà bạn nào có nhu cầu map Roblox, Lovroot hay là Unit Toilet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Theo như mình nhớ thì cái chỗ đó nó sẽ nằm ở phía sau cái ngọn đồi này nè các bạn ạ. Gần cái vùng đầm lầy á. Ui da, trời ơi em ngựa. Để em té quá trời luôn. Đúng nhỉ. Ủa. Phải không ta? Hay ngược hướng nhỉ, hay bên kia nhỉ. Ồ, trời. Hướng này bọn chúng quá trời đông rồi các bạn ơi. Ê, cẩn thận, cẩn thận. Ừ, đây rồi, chính xác rồi, hướng này nè các bạn ơi. Kìa. Hình như trên đó có cái phân gồ xe mà mình đang tìm kìa các bạn. Yêu. Giờ mình để em ngựa chỗ nào nó an toàn xíu ta. Chắc vẫn chiến thuật cũ quá. Tìm một cái hố. Rồi cho em xuống các bạn. Chứ dẫn em theo thì cực kỳ nguy hiểm luôn. Ok. Hố này đi. Rồi, chịu có xuống dưới nha ngựa. Ok. Mình sẽ cắm cây đuốc để em không có bị tối. Sau đó thì lắp lại. Còn phần mình, mình sẽ đi qua bên kia và tìm cách lấy cái phần gồ xeo phía trên cao cao. Bây giờ không biết khối đó đào bằng cái dụng cụ gì nữa. Ủa trời, sao ở đây lại có cái hơi nấm ở đây nữa trời. Ủa. Alo. Ủa hay là tàn dư hôm bữa ta. Mèn đấy ơi, coi kìa. Quá chừng luôn các bạn ơi. Hình như bọn chúng biết bữa nay mình trở lại sao á. Bọn chúng đã chủ động tạo ra mấy cái này luôn. Bữa nay bọn chúng tiến hóa một cái tầm mới rồi. Yêu. Rồi phân đồ xeo. Đào bằng... À hình như cái này đào bằng cúp hay rìu đều được các bạn. Ok. Vậy thì tốt. Mình sẽ lấy cây cúp đi. Phân đồ xeo ở trên này. Ui da mấy cái nấm này. Ê. Khó chịu quá. Ok. 11 cái. Cũng tương đối ổn nha. Ui bữa nay còn là đêm trăng màu xanh nữa kìa. Siêu trăng xanh các bạn. Mình sẽ cảm thấy được may mắn. Ui, cũng tốt. Vậy thì ngon quá. Ê, nó mọc lại rồi. Ây, flat mau. Cái cục hôm bữa mà mình bắn hạ nè. Yêu ơi, bữa nay nó mọc lại bự tới gậy luôn rồi đó. Dọn lẹ. Cho bớt mới được. Yeah. Có nhiều bạn kêu mình chế tạo TNT và dùng nó để phá hủy thì nó sẽ ok hơn các bạn à. Nhưng mà hiện tại số lượng thuốc súng mình không cho phép á. Nên là dùng TNT cũng hơi khó đối với mình á. Thôi, có sao dùng vậy các bạn. Dùng ha, máy dọn nấm ký sinh này. Chạy bằng cơm. À không, chạy bằng bánh mì mới đúng. Bữa giờ ăn bánh mì không mà. Rồi. Đấy, mình càng xíu thôi cũng dọn được kha khá nè. Đó. Cũng ok nha, không tới nỗi quá tệ. Ôi da, trời chúng độc rồi. Kêu ơi. Quá trời hiệu ứng bất lợi luôn các bạn ơi. Rồi và cơ bản mình cũng đã dọn được một góc rồi ha. Bọn này đánh ta đủ chưa? Tới lúc ta phản công nè. Lại đây. Rồi mình đánh nhau với bọn chúng hồi ha. Đối mèo luôn các bạn. Quá chừng quá đất rồi. Ăn thịt heo vô. Trời, cái xăng trăng xanh bữa nay kìa, nó bự thiệt các bạn ơi. Đúng là super blue moon ha. Hình như cái đêm trăng xanh này mình sẽ hơn và bọn chúng xuất hiện không nhiều lắm các bạn. Mấy có phải vậy không đó. Hy vọng là vậy đi. Trời, của thanh niên kia tay to vậy. Còn mấy chỗ đó làm sao vậy ta. Ê, mình có nên chặt luôn không các bạn. Ừ, mình nghĩ là chúng ta nên chặt luôn đó các bạn ơi.
Cứ để đây cũng hơi nguy hiểm á nha. Trời đất ơi. Nhưng mà đụng vô mấy cái này thì mình sẽ bị dính độc á. Ủa đúng nhờ. Ủa không độc à. Ây da. Từ. Ui sao mình gớt xuống đây rồi. Eo ơi. Bình tĩnh. Chặt lại thứ coi. Ồ đụng cái này không có dính độc. À vậy là đụng vô mấy cái màu xanh xanh kia cơ mới dính độc. Ui da. Ui. Có con nó tiến hóa rồi. Ây da. Ê không ổn. Mình bị giảm giáp các bạn ơi. Ơ đâu rồi. Kìa. Cái con tiến hóa kìa. Bắn hạ nó lẹ. Mấy con bắn này cực kỳ nguy hiểm nha. Một là nó phát nổ, hai là nó sẽ gây ra hiệu ứng giảm giáp á. Hai cái đó thì không tốt xíu nào. Kìa một con mới tiến hóa cái bên luôn. Trời đất ơi. Trời luôn rồi. Ây da. Trời ơi mình bị dính nấm độc cực mạnh hay sao á, nó mất máu quá trời luôn. Nguy hiểm thật sự luôn á. Trời ơi, có con nào bắn sai vậy? What the hell? Ủa? Ê, ở trong nó có... Ê, cẩn thận. Ê, ở trong mấy cái cây nấm khổng lồ này có mấy cái chất nhầy các bạn. Ôi, vậy thì khó rồi. Không được, mình đập thì nó chèn ra cũng như không à. Yêu. Ê, có con bây giờ nó biết tóc biến nữa. What the heck? Ê, có con tiến hóa đằng kia nữa. Gì vậy? Ăn thêm bánh mì. Lại đẳng coi thử các bạn ơi. Hả? Ê, nó bắn. Ây. Trời ơi, cái con đó là cái con bắn nãy giờ. Tà khô máu với ngươi. Này thì bắn. Trời ơi. Phát nổ dữ chứ kìa. Này thì bắn nè. Thử lẹ liền. What the hell? Đây con nữa. Ê. Ôi nó gặm anh ơi. Yêu. Con này à, dám gặm thật hả? Nó dám gặm nhắm mình luôn các bạn. Liều thiệt chứ. Ôi. Mà các bạn có tò mò trong này có cái gì không? Hôm bữa rồi luôn. Hình như mình bị dính hiệu ứng magnet rồi hay sao rồi. Ừ mình bị điên khùn khùn rồi các bạn ơi. Chắc tại do tiếp xúc với những con này quá nhiều á. Nhưng mặc dù bị vậy mình vẫn sẽ không nhùng chí đâu. Mình cũng muốn vô trong đó và coi thử như thế nào các bạn ơi. Ok, mấy chỗ này có vẻ an toàn nè. Mình có thể đập vô và chúng ta coi thử ha. Con này. Trời cái gì. Cất bớt đồ vô cái nè. Nếu có gì mình còn loot thêm được nữa. Ê. Mình nghe cái tiếng gì hả? Ê. Đó là những con quái vật nhiễm nấm ký sinh, nó tiến hóa một cái tầm mới nữa hay sao kìa. Nó bự hơn và nhìn nguy hiểm hơn rất nhiều các bạn. Ủa cái này nó tự hồi phục được hả? Ê đừng nói cái này nó tự vá lại được nha. Ủa phải không vậy hay là mình hoa mắt vậy ta? Ồ, ở đây là bên trong nè. Ui bên trong này nó còn một cái kén khác nữa. Yêu. Ơi bên trong đó có boss các bạn ơi. Nó sực kìa. Ơi hai con luôn. Con nào chọi nó vậy. Ơi cẩn thận các bạn ơi. Con này nó nhanh dữ dằn luôn á. Ui không ổn ơi. Mình cần giữ khoảng cách. Bắn nó thôi. Không ổn rồi, chạy thôi. Dưới nước mà nó nhanh tới vậy luôn hả? Eo. Ui. Hợp lặng. Hình như nó không biết lặn xuống dưới nước các bạn ơi. Ngon. Nhưng mà trên mặt nước thì nó vẫn rất là nhanh nha. Ui, đây rồi. Cuối cùng cũng hạ được nó. Ui giời ơi. Mình không dám cận chiến với nó đâu. Cận chiến lỡ ngỡ là nó one shot mình đó các bạn. Mình không muốn làm liều như vậy. Ui giời ơi. Hên là mình lăn ba di bộ nhanh quá các bạn à. Nó không đỡ kịp. Mẹ nước ơi. Vậy là trong đó còn nhiều sự nguy hiểm lắm.
À dạ, hôm bữa mình không vô là chính xác rồi đó các bạn. Thiệt. Nhưng sau khi đã có kinh nghiệm từ hồi nãy thì chắc bây giờ mình đã tự tin hơn rồi. Có chiến thuật hơn các bạn, cụ thể hơn là chạy thật nhanh. Ấy. Ui thiệt các bạn à, cái khu vực này nó có khả năng tự vá lại các bạn ơi. Hồi nãy mình đập một lỗ đây, bây giờ nó đã vá liền lại rồi cơ. Yêu. Ra là vậy. Alright. Vá thì ta lại đột nhập vô tiếp thôi. Đừng đụng vô mấy cái này là được, không thôi sẽ bị trúng độc. Ok. Mấy cái tên tiểu tốt này bước vô đây. Thích thì bá vô đây mà nút. Mình chiến được. Ui, nhưng mà cái con đó thì mình chưa chắc nha. Ok. Còn con nào nữa? Bước vô đây. Ui, bộ giáp mình hơi phân nửa rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Bên trong này thì sao ta? Mình thấy có cái lỗ gì kìa. Yêu. Trời ơi, bị buồn nôn đó chứ. Ê, bên trong là cái con gì kìa. Hình như nguồn cơn là từ con đó. Con đó chính là cái con mà đã tạo ra cái kén này hay sao á các bạn ơi. Ui dồi. Ok. Mình đã bắn hạ được nó rồi. Có vẻ nó không quá trâu các bạn. Oh my gosh. Ủa con nào đang ăn trống vậy? Nghe tiếng con nào nó đang ăn trống. Một con khác xuất hiện rồi. À. Ok bắn hạ. Ây da, thì ra nó ăn đi, nó tiến hóa các bạn ơi. Yêu. Ok bắn hạ nó luôn rồi. Ngon. What the. Ủa đây là cái bộ phận trên cơ thể của nó nè. Rồi. Thì ra bắn hạ nó xong, nó còn những cái bộ phận rải rác ở trên mặt đất nha. Yêu, ăn bánh mì hồi phục vô tiếp. Dĩ phen. Ui da. Vẫn là cái câu hỏi cũ. Liệu rằng trong đó còn con gì khác nữa không vậy? Diệt cỏ phải diệt tận gốc các bạn ơi. Oh my gosh. Ê, hình như hết rồi, hết nghe tiếng con gì rồi. Ui da, trong này nhiều độc quá. Ê, khó chịu thật. Đúng không? Ủa trong này nhiều nấm ký sinh dữ luôn á. Đúng là trung tâm của ổ dịch của khác. Ê. Mẹ đứa ơi. Ui. Ui thiệt các bạn, hình như trong đây hết rồi. Toàn là những cái nấm ký sinh thôi. Thế nên là mình cần phải dọn nó thật là nhanh mới được. Và coi thử coi trong đó nó còn gì mình loot được hay không á. Ê. Còn những cái flash mau. Hai ba cái luôn. Ui vô. Mình thì đang liên tục bị dính độc các bạn ơi. Ice. Ui sao mình nghe mình tử nạn ở đây quá vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình cần phải dọn bớt rồi, chúng ta ăn vô liền á. Chỉ cần chúng ta hồi phục kịp là ok. Và không quên là chống trả bọn chúng nha. Ui. Chạy ra một xíu các bạn ơi. Mình thấy mình sắp thất thủ rồi. Yêu. Ê. Nó chặn đường mình. Tẩu thoát thành công, tẩu thoát thành công. What? Mình vẫn an toàn trở ra. Yêu, cứ tưởng là đi đai pha đó rồi. Hên thế không biết. Hơi bị gung nha. Ui, nữa nè. Ê. Trời. Cái con gì khó chịu vậy? À, một phần là do cái hiệu ứng magnet nó gây ra các bạn ơi. Nice. Không biết là trong đó đã hết những cái con mà sản sinh chưa nữa. Tạm thời là mình thấy cái kén này nó không còn tự động vá lại các bạn à. Nên chắc là cơ bản cũng an toàn rồi đó. Một xíu nữa thì chưa biết như thế nào ha. Chắc mình phải kiểm tra lần cuối nè. Bắt buộc rồi đấy. Trời, nó vẫn sản sinh dữ dằn luôn kìa các bạn ơi. Ủa trong đó còn hả ta? Dạ quá trời nắm rồi. Ừ có con nó mới tiến hóa. Yêu. Quá đông thế nên là bọn chúng sẽ có nhiều cơ hội tiến hóa hơn các bạn ơi. Trời ạ. Dọn lẹ dọn lẹ. Bên này có không? Ui. Một tiếng con quá giật lạ. Hình như phía bên ngoài. Ngay phía bên ngoài này luôn nè. Yêu.
Tới công chuyện nữa sao rồi? Ê, ở trên kia là cái gì vậy? Trên kia có một cục lạ các bạn ơi. Mình vẫn chưa biết nha. Ren, mình nghĩ đó chính là cái nguồn cơn của cái kén này nè các bạn. Ở dưới cũng có một cái não đó kìa. Quá chừng não luôn. Rồi, mình đã đập hết mấy cái cục não đó rồi. À, còn cục ở đây. À, đập luôn. Không để chừa một cục nào hết á. Tạm thời là mình đã clear được mấy cái mà mình cho là nguy hiểm rồi đó các bạn ạ. Không biết là cái này nó còn bùng phát ra thêm hay không. Hy vọng là không á. Ủa dạ. Ừ, thôi xong rồi. Mình nghĩ là chúng ta nên đi ra các bạn ạ. Dùn thôi. Quá đủ rồi. Càng ở lâu thì bộ giáp của mình sẽ càng có tỷ lệ cao là bị hư á. Trời ơi, cái gì đây? Cái gì mà xuất hiện ngay giữa thanh thiên bạch nhật vậy thanh niên kia? Trời đất ơi. Kêu ơi. À, đây là những cái tàn dư não các bạn ạ. Và ui, nó có thể chế tạo ra những cái Zoholic mà hôm qua mình nhặt được trong các bệnh viện nè. Ra là vậy. Ê, hồi nãy phía sau mình còn nghe tiếng con gì lạ lạ nữa. Để mình kiểm tra nốt cái đã. Đã lỡ đặt chân tới đây rồi. Không biết mình có nghe nhầm hay không hay là bị ảo giác nữa. Ui, chắc là mình nghe nhầm các bạn ơi. Ui, may quá mình nghe nhầm. Không có con thứ dữ nào khác các bạn. Tưởng đâu còn con thứ dữ nào khác nữa thì mệt mỏi luôn á. Thôi, mình cũng đã có được thứ mà mình cần ở cái khu vực này rồi. Đó chính là cái này, con gồ xeo. Cho nên là bây giờ chúng ta đi về thôi các bạn ơi. Ôi kìa, coi kìa, bọn chúng kéo bè cái phái ra đây kìa các bạn. Cũng hên là mình đã có một cái chỗ phòng ngự cơ bản rồi. Nên cũng không tới nổi các bạn ơi. Chứ không thì... Chứ không là xác định. Ê, cái này thì mình chưa lường trước. Ui. Oh my god, vậy là sắp tới mình phải nhanh chóng lợp cái máy các bạn. Nếu không những con Ferris nó bay vô là mệt đó. Mèn đét ơi. Thôi thôi, giờ thì trở lại công việc chế tạo nè. Mình sẽ lấy hết những cái nguyên liệu làm ra cái thanh saber xịn sò ha. Cần thêm hai cái Hardened Bay nè, chế thêm Living Core, thêm hai cái Fungal Shell. Vậy là mình đã có được cái thứ khó tìm hôm qua rồi. Đó chính là cái Torque Core các bạn ạ. Việc còn lại của mình là làm cái Over Infected Cerebrum nè. Và nâng cấp thành cây Saber cực kỳ VIP này. 12 sát thương, 3 tốc độ tấn công các bạn, đánh siêu nhanh luôn nha. Yes sir. Ôi. Ê, bọn chúng có mò tới đây rồi các bạn ơi. Yêu, mình có nên kêu em ngựa vô trong đất liền chứ không mình không? Chứ ở bên bờ thì hơi nguy hiểm các bạn ạ. Yêu ơi. Ok. Trời ơi, bọn chúng ra biển, bọn chúng cực kỳ nhanh luôn nha. Trời đất. Ui. Ở đây à. Tưởng đâu mũi tên bắn không xin nhê chứ. Mèn đấy cơ ơi. Thôi, giờ phải nhanh chóng nâng cấp vũ khí nè. Và cây saber mình cũng sẽ nâng cấp cho nó maximum luôn các bạn ạ. Dòng gì ép được là mình sẽ ép cho nó hết á. Sắc bén, thôi. Mình sẽ thay vào đó là dòng hại thêm ma đi. Yes, thêm một chút nhạc nè. Đánh làng, lửa không nhờ. Lửa thì có một cái nhược điểm là bọn chúng mà dính lửa thì mình cũng sẽ bị dính lửa theo á. Nên là mình không thích cho lắm á. Còn đẩy lùi thì chắc mình sẽ cho một ít đẩy lùi đi. Rồi, cơ bản là maximum á. Tèn tèn. Over Infected Saber đã được enchant xong các bạn ơi. Giờ thì cầm thử trên tay nào. What the hell? Là thật. Nó to khủng khiếp luôn các bạn ơi. Let's go. Cái này mà nã như cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh thì chắc là sướng lắm đây. Vừa to mà vừa dài nữa. Bọn chúng tới số với mình rồi. Thôi giờ cũng mệt rồi các bạn. Làm giấc đi. Sáng dậy rồi khởi động chân tay á. Mình thấy có con nó bơi ra đây rồi kìa. Lại đây fan. Lại đây. Thích thì bá vô đây. Mình không có chạy đâu. Mới có hàng nóng rồi. Chạy hả? Chạy đi đâu? Kẻ đi dí lại thành kẻ bị dí. Này thì chạy. Trời. Cái con to xác này thì mình nã 4 cái các bạn ơi. 4 cái cho một con to xác. Wow. Đúng là hàng nóng có khác các bạn ơi.
Đó thì và việc ở nhà thì cơ bản trong ngày hôm nay mình đã giải quyết xong các bạn ạ. Và chắc tiếp theo mình sẽ thử có một chuyến phiêu lưu qua địa ngục. Bởi vì mình không biết là bên địa ngục đại dịch nấm ký sinh này có lan qua bên bển hay chưa. Cũng khá là tò mò các bạn ạ. Nên là bây giờ mình sẽ xây liền một cái cánh cổng địa ngục ha. À, chắc là ở trong cái căn cứ mình luôn đi. Nó sẽ nằm đâu đó ở vị trí này ha. Đấy, để mình tiện đi ra đi vô xíu các bạn ơi. Xây cho nó cao lên một tẹo. Rồi, thêm hai cục ở đây. Đâm phên và kích hoạt nó lên bằng một cái hộp quẹt ha. Thuốc kháng lửa thì bây giờ mình chưa có nhưng mà chắc cũng không cần lắm đâu nhờ. Ừ, giờ mình nghĩ là mình cũng khá là trâu rồi đó các bạn. Ok, đi thôi. Đi sớm về sớm. Chung thôi, ở đây không ai bảo vệ em ngựa nhà mình hết á. Ok. Và oh. Ui. Hình như bên này có những cái con zombie đặc biệt rồi đó các bạn ơi. Quái vật nhiễm nấm ký sinh thì mình chưa thấy nha. Ui. Có vẻ cơ bản là bên này cũng tương đối là an toàn rồi đó các bạn. Không tới nổi. Nhưng chỉ có điều là hình như cái map của mình bị lắc hay sao rồi. Tại vì mình thấy zombie các thứ đứng yên rồi. Mình cũng có thử thoát ra vào lại các bạn ơi. Nhưng mà nó vẫn bị lát á. Yêu. Vậy cũng hơi khó cho mình ha. Tại muốn khám phá mà nó bị lắc như vậy thì rất là khó để trải nghiệm được các bạn ơi. Coi này. Mình đào một lúc sau nó mới rơi block ra các bạn. Trời, nó còn hồi phục lại nữa cơ. Bên kia có công trình kìa. Mà không có qua được các bạn. Cay thế nhờ. Ui, đừng có mất block nha. Mất block là lọt xuống dưới thiệt á. Ồ, và công trình này là một cái bastion các bạn ơi. À ha. Wow. Cơ hội để mình kiếm anh vỡ cổ đại đây. Nhưng mà gì rồi, chừng nào vô trong được trời. Kỳ cục thiệt. Hello anh trai. Hello. Hello. Lắc quá trời luôn các bạn ơi. À, cay thật. Ủa, nhưng mà mình đánh vẫn được hả? What? Oh. Ê, nhưng mà đây là lắc có lợi cho mình các bạn ơi. Ảo thật đấy. Ở đây có rương luôn nè, mình vô mình loot rương thử được không? Ví dụ được, đây y như là hack game vậy đó các bạn à. Ui, lướt được luôn nè. What? Bọn chúng không đánh được mình. Mình thì đánh được. Đã vậy còn lướt đồ được nữa. Bản khách này hơi bị xịn nha. Ây à. Giờ chỉ cần kiếm netherite thôi các bạn à. Là ok la luôn đó. Úi giời. Trên nóc cũng có rương nữa nè. Yêu. Nhưng mà không có cái rương nào là cho mình mảnh vỡ cổ đại hết các bạn à. Kỳ trời. Úi, đây đây. Có một bụng mảnh vỡ cổ đại đầu tiên rồi. Yeah. Chỗ rương tiếp theo vẫn không có. Ui da, có vẻ hơi hiếm nha. Bên này thì sao? Vẫn không. Trời à. Ây da. Cái gì mà bèo dữ vậy. Ui, trong kia có rương kìa. Ồ, một quặng mảnh vỡ cổ đại đây rồi. Rương bên này thì sao? Tiếp tục là một quặng khác các bạn ơi. Wow. Ủa kỳ ta, ở đây không có cái chỗ rương đôi. Ủa, ở đây chắc. Ủa đây nè, đây nè. Chỗ rương đôi, thường thường có những cái passion đây rồi. Có thêm một quặng nữa. Hình như mình đủ để chúng ta làm ra được một phôi netherite rồi các bạn. Ê, nhưng mà một phôi thì hơi ít nha. Ui hết rồi. Một phôi vẫn chưa đủ các bạn ơi. Nhưng mà thôi kệ, có ăn đỡ không á. Thôi tạm biệt mấy đại ca dưới đây nha. Về tới nhà, việc mình cần làm đấy chính là nung những cái quặng mảnh vỡ cổ đại mà nãy chúng ta có tìm được rồi ha. Được 3 cái thôi các bạn à. Mặc dù không quá nhiều nhưng mà thôi kệ, gom gom cũng đủ để mình làm ra được một phôi netherite đó nha. Đây. Rồi, và trong lúc chờ đợi nó thì chắc là mình sẽ trở lại cái bệnh viện. Các bạn nhớ hôm qua là mình chưa có khám phá lên tầng cao nhất không? Hôm nay hay là mình sẽ thử comeback và sử dụng vũ khí mới càng quét lên tầng cao nhất xem. Ủa nhưng mà các bạn có để ý không? Là bộ giáp này là hình như nó tự hồi phục được luôn á.
Ừ, tại vì nó cộng sinh với mình mà. Ừ ha, giờ mới để ý luôn. Wow, không khác gì mình có một bộ giáp sửa chữa các bạn ơi. Ngon nghẻ thiệt sự, trời ơi. Không ngờ mới giai đoạn này thôi mình đã có một bộ giáp ngon ơi là ngon như vậy rồi. Trợ thủ đắc lực cho mình là đây chứ đâu nữa. Ôi trời, sao mới vô đất liền có nhiều thanh niên đợi mình vậy? Y như kiểu idol với các bạn à. Cái thanh niên này bâu lên mình quá trời luôn nè. Nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy. Giờ cái vũ khí này nó giúp mình phòng ngự rất tốt luôn, bởi vì nó có thêm tầm đánh đó các bạn. Nè, bọn chúng chưa đụng được mình nữa là bị mình tán cho vỡ mồm rồi. Đã thiệt chứ. Đại ca của các cư đã trở lại và lần này sẽ là lợi hại hơn hôm qua đây. Đợi đấy, cái bọn quái vật như nắm ký sinh kìa. Ui, vẫn còn một cái rương mình chưa loot nữa nè. Vậy thì hôm nay trở lại mình loot sạch luôn. Ui, con Phares. Yêu con Phares này. Ui, nó cõng thêm một con khác đi dí mình các bạn. Ui da, bữa nay mới thấy nó xuất hiện trong này nha. Ê ê, còn té nữa. Hôm qua mình vô mình không thấy các bạn à. Bộ bữa nay có cái cục sản sinh quái vật nắm ký sinh hay sao vậy? Hơi nghi ngờ một xíu nha. Hôm qua mình đã dừng chân ở cái tầng này nè các bạn à. Chắc là mình sẽ khám phá kỹ một xíu ha. Xem coi mình có bỏ sót cái gì không cái đã. À quên, ăn bánh mì vô chứ. Tí nữa thì quên. Cái gì chứ, việc ăn bánh mì quan trọng lắm nha. Nó sẽ gia tăng cơ hội sống sót của mình lên rất là nhiều đó. Rồi, chỗ này thì... À là cái thang máy. Thôi không cần lắm. Còn bên này, Laboratory. Ui, đây lại là một cái chỗ nghiên cứu phân tích về nấm ký sinh hay sao này các bạn. Ui, nữa nữa nữa. Ui, mấy cái máy này hình như mình có thể tận dụng được hay sao á. Mặc dù bây giờ mình chưa biết cách dùng nhưng mà mình cứ gom về trước á các bạn. Còn gì khác không? Shower, ui, nhà tắm nữa. Ui da, nhà tắm này hơi nguy hiểm nha. Chắc nhảy tùm lum các bạn ơi. Có gì không vậy? Hình như trong nhà tắm này không có gì hết các bạn ơi. Thôi đi ra. Chắc là bây giờ mình sẽ men theo cái cầu thang. Ủa, cầu thang đâu rồi? Cầu thang bên đây chứ. Để chúng ta trèo lên cao lên nữa ha. Ủa? Ủa, đây là sân thượng rồi. Ui dồi, các bạn coi cái sân thượng của cái bệnh viện nè. Toàn là nấm với cả là nấm thôi. Yêu. Hải thì chứ. Chắc đây là cái chỗ mình dễ dọn nhất nè các bạn. Tại vì nó khá là phẳng á. À, mình có cái xô đúng không ta? Đâu rồi? Ui, như mình vứt cái xô ở đâu rồi? Trời ơi, phải giục cái xô ra, nhiều khi dọn nó tiện hơn á. Tại chỗ này vắng lì à. Đặt cái xô nước vô chính giữa, cái nó tràn nước ra. Nhưng thôi, không có xô mình dọn bằng sức mình cũng được. Từ từ cũng hết à. Mà hơi tiếc ha. Phải giờ mình đại gia rich kid các thứ. Có tầm vài chục trái bom thứ dữ giục vô đây các bạn. Không có cái nấm nào mà nó mọc nổi luôn á. Mình đảm bảo với các bạn luôn. Hiện tại giờ mình hơi nghèo các bạn ơi. Ok, vậy là cơ bản chúng ta đã khám phá xong được cái bệnh viện này rồi ha. Nói bệnh viện vậy thôi chứ thật ra nó cũng có một vài chỗ nghiên cứu về cái đại dịch nấm này nha. Hôm qua mình phát hiện có căn phòng giống như vậy các bạn. Hôm nay thêm một căn phòng nữa. Sắp tới chắc mình sẽ nghiên cứu về mấy cái máy này nè. Coi thử coi nó có công dụng gì đặc biệt hay không ha. Còn bây giờ cơ bản mình cũng đã dọn bớt nấm ở trên sân thượng rồi các bạn à. Maybe là mai mốt ví dụ mình có ghé qua đây mình sẽ ở trên sân thượng nhiều hơn á. Tại nhìn nó khá là an toàn các bạn. Ủa? Mà giờ mới để ý ta, ở đây cũng có mấy cái chỗ này nữa nè. Kiểm tra thử coi. Ok, không quá nguy hiểm á. Tưởng đâu giống như cái chỗ bên đầm lầy chứ. Yêu. Thôi, mình đã khám phá xong cái bệnh viện rồi nên chắc mình sẽ quay xuồng và xuống dưới ha các bạn. Một ngày nào đó nếu mà mình có đủ đồ nghề hơn, chẳng hạn như là cái cục mà các bạn gợi ý mình á, DCU gì đó. Ui trời, trời cái gì vậy? What the hell man. Thì mình sẽ quay trở lại đây và diệt tận gốc cái đại dịch nấm này. Ok, còn bây giờ thì kèo rào và đi về thôi các bạn ơi. Oh, wait. Trên đường về mình có ghé qua bên khu vực nhà cũ của mình các bạn. Mình thấy có con quái vật nhiễm nấm ký sinh, nhìn nó rất là ghê luôn kìa. Ui, nó đánh ngay độc quy đờ nhá. Ê, con này mới nè, mình mới gặp bữa nay luôn á.
bắt đầu xuất hiện những cái giống quái vật nhiễm nấm ký sinh. Nguy hiểm mới rồi đó các bạn à. Ui bên kia kìa, cả đám luôn. Hồi nãy chắc do mình ở bên bệnh viện cái là bọn chúng đã có thể lót ra và bắt đầu sản sinh bên này các bạn. Đây là con quạ bom. Ấy hả? Ấy da, ui ui, cái gì? Khi mình tiêu diệt nó sẽ biến thành cái con cá các bạn ạ. Con cá nhiễm nấm ký sinh mà mình đã bắn hạ hồi nãy á. Yêu, mình bị mù lọ mười mấy giây lận. Ê nó tới. Ui ấy da, tôi xong rồi. Ui con máu gì nó. Ui ui ui, oh no. Giọt lẹ. What? Tí nữa thì mình đi rồi. Oh my gosh. Hên là mình chạy kịp các bạn. Trời ơi, nguy hiểm thiệt sự luôn á. Yêu, hồi nãy còn cái con gì nó có cái sừng nữa kìa. Không ổn thiệt rồi. Chắc mình sẽ bắn hạ nó từ xa các bạn, thay vì là lợi quá gần ha. Tại cái việc lại quá gần giống như mình hồi nãy cực kỳ nguy hiểm luôn á. Không nên làm quá nhiều đâu các bạn, kẻo của ngài hối hận không kịp. Mình muốn sống thật là dai trong cái thế giới nguy hiểm này. Ui trời, bọn chúng tốc biến qua đây. Yêu, trời đất. What, bữa nay bọn chúng quá trời tiến hóa rồi các bạn à. Toàn năng lực xịn không à. Hết làm đóng băng mình, bây giờ còn tiến hóa để dễ dàng áp sát mình nữa. Ây ô. Ủa hồi nãy mình bắn hạ nó có rơi ra gì không ta. Ừ mình muốn coi nó có rơi đồ gì không đó. Có vẻ là không các bạn. Ui và đây nè, cái cục mình nói nè, cái bộ não các bạn. Ui da, nó đang ra sức bảo vệ cái bộ não kìa. Mình mà không dọn thì ít hôm nữa nó lại thành cái kén to đùng giống như bên đầm lầy đó. Cái bọn này phiền phức thiệt sự á. Ây ơi à. Ở đây vẫn còn nè. Kêu ơi, đây nữa. Ui bên đây còn hai ba cái quả bom nữa hả. Ok con này nó chưa tiến hóa đủ các bạn, nên là mình hạ nó không có biến thành cái con kia ha. Dạ nhưng mà mình mất máu nhiều quá. Clear chưa? Ok tạm thời clear. Ê cái con nãy mình nói nè. Ui hình như con đó là do ảo giác thì mình mới gặp hay sao á. Thôi đủ rồi. Ê đứa nè. Và các bạn để ý không, nó đã bắt đầu xuất hiện cái viền của cái kén rồi nè. Mình đoán không lâu đâu, nếu mà mình không dọn dẹp kịp thì nó sẽ tạo thành cái kén giống như hồi nãy mà mình nói vậy đó. Hên là mình phát hiện và tiêu diệt kịp các bạn ơi, không thì nguy rồi. Trời đất. Ok trời cũng sắp sáng rồi, chắc đã tới lúc để mình trở về nhà rồi các bạn. Eo ơi, hôm nay chúng ta đã chiến đấu hơi bị ha kiên cường rồi. Mỗi khi chiến đấu lúc là chạy, hôm nay chiến đấu hơi bị lâu luôn. Dấu hiệu của việc mình đã mạnh hơn rồi đó các bạn ạ. Một tin vui nha. Nói chung ngày hôm nay mình đã rất là thành công khi mà chọn cái việc đó chính là nâng cấp cây Saber này. Mình thấy có nó khả năng chiến đấu của mình trở nên rất là tốt. Và bộ giáp mà hôm qua mình chế tạo cũng rất là ok nha. Nó có khả năng tự hồi phục các bạn, mình mới phát hiện. Và đồng thời nó cũng rất là trâu, giúp mình sống sót qua rất là nhiều trận chiến từ nãy tới giờ. Sắp tới chắc là Lộc phải tìm cách để củng cố thêm cái khả năng chiến đấu từ xa các bạn ơi. Chứ tình hình là bọn chúng có vẻ đang tìm cách để áp sát mình một cách dữ hơn. Ê con virus. Ui da. Ồ cái cung. Yêu. À cái con virus này, nó bay ra đây các bạn ơi. Ok. Trời ơi, hơn xíu nữa nó bắn em ngựa là xác định em ngựa rồi. Đó, sắp tới chắc là cái việc lợp mái cũng là một trong những công việc mình ưu tiên hàng đầu ở thời gian sắp tới á. Và các bạn muốn mình lợp bằng cái gì? Hắc nhiệm thạch hay là những vật liệu cứng hơn và kiên cố hơn? Hãy cho mình biết dưới phần bình luận nha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mẹp Roblox, Lockroot hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình đại dịch nấm ký sinh này. Bye bye.